Xin chào anh em, mình là Hợp và hôm nay mình về được một mẫu Citizen mới nữa. Mình sẽ giới thiệu đến anh em mẫu này và mẫu này cũng khá là đẹp. Mình sẽ mở ra. Như anh em có thể thấy ở đây là chúng ta sẽ có một chiếc Citizen với cái bộ dây kim loại. Và mẫu này sẽ có mã là NP102686A. Đó, và các bạn sẽ thấy là nó sử dụng caliber là 4197. Nó giống với cả cái mẫu mà hôm trước mình vừa quay có mặt dial màu xanh. Mẫu này thì nó sẽ có cái thân thép và nó sẽ có hai màu, đó là màu rose gold và màu thép kết hợp với nhau. Và như các bạn thấy là nó còn có những cái chi tiết điểm màu xanh, ví dụ như là cái logo Citizen bộ kim, và chúng ta có 12 cọc số la mã của chúng ta được điểm màu xanh. Màu xanh này của Citizen khá là lạ và nó hơi ánh xanh tím một chút so với cả màu xanh thường. Và như các bạn thấy là nó nổi bật trên cái nền mặt dial trắng này, và nó là giúp cho chúng ta có những cái đặc điểm chúng ta rất là dễ xem giờ và cả ngày lẫn tối. Mặt dial của chúng ta là có size 40 mm và kính của nó là kính sapphire. Chúng ta sẽ có hai cái ô sub dial nhỏ có màu rose gold được mạ màu rose gold giống như cái phần viền benzen ở đây. Đó là một ô chỉ 24 giờ và một ô là chính là kim dây của chúng ta. Hiện tại đồng hồ chưa chạy cho nên là mình sẽ lên có tay để cho anh em có thể view thấy. Đó, và khi chạy rồi thì các bạn sẽ thấy cái kim dây small second nhỏ nó sẽ chạy ở đây. Đó. Bộ đi kèm với chiếc này chúng ta sẽ có đó là một bộ dây, và bộ dây này cũng được kết hợp với hai màu, đó là màu rose gold và màu bạc. Và các bạn sẽ thấy là nó được chia thành những cái mắt nhỏ, tuy nhiên nó vẫn là một cái mắt to và nó chỉ được vẽ thành những cái mắt nhỏ thôi. Đây là một cái cách làm nhằm giảm cái chi phí và giá thành của Citizen. Tuy nhiên mình nghĩ là với một cái chiếc đồng hồ tầm giá hơn 6 triệu thì mình nghĩ là không không nên làm như thế này, và nó nên tách ra thành những cái mắt nhỏ thì nó sẽ đẹp hơn. Còn với cái này thì nhìn vẫn là đẹp nhưng mà mình nghĩ nó sẽ không tốt bằng so với cái sản phẩm mắt như kia và thường là Beseco họ hay làm. Phía bên phải chúng ta sẽ có một cái núm chính của chúng ta, và núm này cũng được mạ rose gold giống như cái phần niềng benzen. Phía bên trái thì hoàn toàn trống trơn. Và mặt sau thì nó sẽ là một cái điểm mà mình muốn nói đến, đó là bộ máy caliber 4197. Và với cái máy caliber 4197 này thì được Citizen design lại rất là đẹp với cái củ văng đặc trưng và cái phần những cái phần hoa văn đánh bóng ở phía dưới, như các bạn thấy nó được làm ánh lên rất đẹp. Đó, mẫu caliber 4197 này là base trên dòng caliber Miota 8217. Và em nó sẽ có đầy đủ thông số như là 21 chân kính, hơn 40 giờ tích cót và chúng ta có 21.600 tần số dao động. Tất cả những cái thông số đó thì nó sẽ có cái thông số 21 chân kính là được in ở phía sau. Còn chúng ta sẽ thấy cái logo Citizen cũng như là Japan được in ở đây. Chúng ta sẽ có độ chống nước của chiếc này là 53, và đây là một sản phẩm được sản xuất tại Nhật Bản, made in Japan và sách tay về. Ở đây nó sẽ có thông tin là kính sapphire cũng như là thân thép không gỉ. Cùng với đó là dòng chữ là Citizen Watch Company. Đó, các bạn sẽ thấy ngay là cái máy này được Citizen hoàn thiện rất là tốt. Máy 8217 thì Citizen bán ra và thương mại rất là nhiều cho các công ty khác, cho các hãng khác, và Citizen muốn làm lại cái design để cho nó thấy đặc trưng là những cái dòng sản phẩm Citizen bán ra. Đó, đó cũng là một cái đặc điểm rất là tốt. Đi kèm với bộ dây thép của chiếc này đó là một cái khóa gập đơn, và một cái khóa gập đơn của chiếc Citizen này thì là một cái khóa cũng rất là dễ sử dụng và nó không có gì đáng nói nhiều cả. Đó, mẫu này thì chỉ có đặc điểm đó là vừa có hở tim xong rồi lại có những cái phức tạp ở trong mặt dial dành cho những bạn mà thích sự phức tạp trong mặt dial chứ không thích sự đơn giản. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video. Chiếc này đang có sẵn tại ICS, các bạn có thể qua ICS để thử trên tay cũng như là có thể mua hàng theo thông tin bên dưới video. Cảm ơn anh em rất là nhiều và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.